Hello, xin chào tất cả các anh em đang chơi ETX. Hôm nay mình sẽ làm một video mà anh em đang rất quan tâm, đó là so sánh độ ổn giữa các nguồn flex với nhau. Ở đây mình đang có trên tay 3 nguồn flex đến từ shop IDC. Đây là một shop MOS rất là chất lượng của Trung Quốc. Thì nguồn đầu tiên nó chính là Delta 400W. Nguồn tiếp theo là Delta 500W. Và cuối cùng là Enhance 450W. Theo như lời shop IDC chia sẻ thì dòng Enhance sẽ cho một cái sự yên tĩnh cao hơn so với là Delta. Tuy nhiên thì họ cũng có nói là Delta sẽ cho cái độ ổn định cao hơn. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng kiểm chứng xem những cái điều mà shop chia sẻ có đúng không nhé. Bài test sẽ có hai phần. Phần đầu tiên là sẽ test độ ổn giữa các nguồn với nhau khi mà đang tải công suất bình thường, tức là khi anh em lướt web, đọc báo, rồi xem YouTube vân vân và mây mây, thì mình sẽ test cái độ ổn giữa các nguồn với nhau. Và bài test thứ hai là khi máy tải nặng, tức là khi full load, cả tài nguyên CPU và GPU sẽ tiêu tốn điện năng công suất cao nhất có thể, thì lúc đó sẽ xem là cái quạt của những cái nguồn này sẽ hú như nào nhé. Thì phần test đầu tiên, do chỉ test tải thông thường nên mình sẽ gắn nguồn với trực tiếp bộ test nguồn và sẽ sử dụng phần mềm trên điện thoại để đo độ ổn của nguồn. Mình sẽ để điện thoại ở gần cuối đuôi nguồn này. Và phần mềm mình sử dụng chính là phần mềm máy đo ổn. Cái này mua miễn phí 3 ngày. Và sau 3 ngày sẽ phải trả 119.000 trong 1 tháng. Cho nên là mình phải tranh thủ làm video này ngay lập tức. Và cùng bắt đầu test nào. Few moments later. Nguồn đầu tiên mà chúng ta sẽ đi test chính là Delta 400W 80 Float Gold nha anh em. Nói một chút về điều kiện không gian hiện tại ấy. Thì bây giờ là 1:08 sáng. Hiện tại không gian rất là yên tĩnh. Và mình sẽ bật phần mềm đo độ ổn lên để xem với không gian yên tĩnh hiện tại thì chỉ số mà phần mềm đưa cho là bao nhiêu nhé. Như anh em có thể thấy thì nếu như mà bật lên không có tiếng động gì thì ở đây số máy đưa cho là khoảng từ 31 cho đến 33 decibel. Và bây giờ chúng ta sẽ cắm con nguồn 400W này vào cái bộ test nguồn và khởi động nó lên xem là lúc này nguồn sẽ cho chúng ta độ ổn là bao nhiêu. Bây giờ là sẽ cắm nguồn điện xoay chiều vào. Rồi, nguồn chạy xong rồi anh em. Bây giờ mình sẽ để điện thoại ở phía đuôi nguồn để xem là độ ổn bao nhiêu nhé. Rồi. Như vậy là với chiếc nguồn Delta 400W 80 Float Gold này thì cho một cái giá trị số độ ổn trung bình rơi vào khoảng tầm 48, 49, 50 gì đó. Chúng ta sẽ tiếp tục thử với nguồn Delta 500W. Nguồn Delta 80 Plus Titanium nhé. Cắm nguồn vào. Ok, nguồn chạy rồi. Ui, cảm giác nghe nó êm hẳn anh em. Rồi, như vậy thì với nguồn Delta 500W là 80 Plus Titanium
thì chúng ta sẽ có trị số độ ồn đó là khoảng 46, 47, 48 decibel. Vẫn là vị trí đuôi nguồn nhé. Chiếc nguồn cuối cùng mà chúng ta sẽ thử test đó chính là Enham 450W. Trước giờ mình cũng chưa bao giờ từng trên tay con này luôn. Nhưng mà nghe anh em đồn vào con này êm lắm. Cố gắng nào. Không kêu gì luôn anh em ạ. Mình nghe bằng tai thường mình chẳng thấy kêu gì luôn. Bây giờ thử để cho điện thoại nghe nhé. Độ ồn của chiếc nguồn này khi mà không tải là từ 34 cho đến 36 decibel. Nghĩa là nó gần như same như là cái lúc mà mình sâu lúc cho mọi người ban đầu là không có tiếng động gì luôn. Và bản thân mình hiện tại đang ngồi đây, khi mà cắm chiếc nguồn này lên đây, trị số của chiếc nguồn, điện áp 12V và điện áp 5V, điện áp 3V, tất cả các số tròn khít, không bị sụt áp. Và đồng thời thì độ ồn vô đối, khẳng định là yên tĩnh 100% luôn. Mình không thể nghe được tiếng ồn của nó. Nghĩa là đối với trong trường hợp mà nó không full load thì có thể coi như là nó là một nguồn silent luôn. Nghĩa là nguồn lặng. Bài test tiếp theo thì mình sẽ lắp nguồn Delta 500W và nguồn Enham 450 vào cái cây HiDeck của mình và set test nó để xem khi mà máy full load thì độ ồn của hai nguồn này có thay đổi không. Thì hiện tại theo như lời shop IDC thì nguồn Enham cho cái độ yên tĩnh tốt hơn rất nhiều, thì đã chính xác rồi. Nguồn Delta 500W thì mình nghe nó vẫn cứ hơi u một tí xíu, nhưng thực sự là nó đã đỡ ồn hơn rất là nhiều so với những cái nguồn khác mình đã từng cầm. Bởi vì flex là nó là cái dạng thuôn dài này, gió thổi từ bên này qua bên này, nên là lúc nào nó cũng sẽ cái tiếng u rất là khó chịu, và nhiều khi nghe khó chịu hơn cả tiếng tản nhiệt của CPU ấy. Nhưng mà thực sự là đồ của ITC đã làm rất là tốt, thì tiếng u của nó không còn nghe khó chịu như các nguồn bình thường khác. Rồi, ok, mình sẽ sang bài test thứ hai nhé. 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time card.
Như vậy, trải qua hai bài test, anh em có thể thấy trong trường hợp 1, nguồn chịu tải bình thường thì Enhan 450 cho độ yên tĩnh gần như là tuyệt đối. Bên cạnh đó 400W Delta và 500W Delta ổn hơn một chút xíu. Kết quả so sánh thì mình sẽ để lên trên màn hình để anh em tiện theo dõi nhé. Trường hợp 2, khi stress test, do điều kiện mình cũng không thể stress test quá lâu, thì fan GPU và CPU là hai thành phần gây ra tiếng ồn, còn nguồn thì vẫn không hú. Do hai linh kiện này tiêu tốn là 110W đối với GPU và 82W đối với CPU, thì tổng tất cả các thành phần linh kiện trong máy tính sẽ tiêu tốn khoảng đâu đấy 200W. Thì mình nghĩ vậy công suất tiêu thụ này thì sẽ không thể gây cho nguồn phải cao tải để mà hú được. Hy vọng sau khi xem video này, anh em sẽ lựa chọn được một chiếc nguồn flex phù hợp với cây ITX mà anh em đang sở hữu. Chúc anh em một ngày mới tràn đầy niềm vui và năng lượng, và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Xin chào.